Tiểu thuyết Nàng Gabrielle xinh đẹp, tập 3, tác giả August Marquet, người dịch Trần Châu, người đọc Trần Châu. Phu nhân, xin hãy tha cho một kẻ khốn khổ. Hãy trả lời có hay không, tôi đang rất gấp. Hãy trả lời đi, tôi nói với ông đấy, ít ra hãy can đảm, tôi sẽ đau đớn lâu trên trái đất này không? Ông chắp hai bàn tay, quỳ gối xuống và đôi môi ông, tìm chiếc áo dài của thiên thần này thì sao? Không, chàng nghe chứ, Esvan của em. Jamet, tôi cảm ơn ông và tôi tha thứ cho ông. Khi nói lời này, nàng ra khỏi để lại con người chìm đắm trong hối hận và la hét giữa những tiếng khóc thét. Không phải do tôi, không phải do tôi. Bà người Ý đã bỏ trốn, bị giọng nói của Chúa truy lùng. Gabriel bước ra và trở về kiệu. Những tiếng cười và những câu chuyện vui tươi của các thực khách hoài công khiêu khích đôi tai nàng. Nàng không còn nghe gì nữa ngoài một giọng nói đến từ trời. Mọi chuyện lại thuộc về lịch sử. Nữ quận công đi vào trong một nhà nguyện dành riêng để nghe lễ bóng tối ở Petit Saint Antoine. Ở đó tụ tập những người danh giá, những người hùng mạnh, nhiều kẻ bán bổ tự cho mình là người Cơ Đốc giáo. Tiểu thư đăng thai đến để theo dõi tiến triển của thuốc độc trên gương mặt của tình địch. Dân chúng thấy Gabriel quỳ gối, tái nhợt và cầu nguyện nhiệt thành, ban phúc cho nàng và không ngờ là cầu nguyện cho nàng. Nữ chủ dịu hiền không bao giờ làm điều gì xấu và không có kẻ thù nào khác ngoài kẻ thù của vua. Người ta lưu ý gần bên nữ quận công trong góc tối của nhà thờ, một tu sĩ dòng Genoveva đến nói chuyện với nàng rất lâu và hơn một lần. Trong cuộc trò chuyện này, ông đấm ngực và hôn mặt đất trong nỗi tuyệt vọng buồn thảm. Chắc nàng đã thú nhận với ông làm thế nào nàng quá muốn chết, dù có nhiều lời cảnh báo có thể cứu mạng nàng. Chắc nàng tâm sự với ông những lỗi lầm của nàng và van xin được Chúa tha thứ, vì Chúa không bao giờ từ chối những người sắp chết van xin Ngài xóa bỏ những vết nhơ của họ. Còn về lời yêu cầu mà nàng đề nghị với cha, nó rất cảm động và rất xứng đáng với tâm hồn độ lượng sắp rời khỏi thể xác hoàn hảo này. Vì khi nghe lời ấy, gương mặt nghiêm khắc của tu sĩ ướt đẫm nước mắt hơn một lần. Trong khi âm nhạc u ám ngân lên dưới các mái vòm, khiến những giọng trầm và rên rỉ lần lượt của các ca sĩ gieo trong không khí những hòa âm tan tóc của họ. Thưa cha, Gabriel nói với tu sĩ đang quỳ gối gần nàng, có lẽ Chúa không còn yêu thương con nữa. Cái chết của con có lẽ không đủ để chuộc lại đời con, dù là con đã cố gắng làm cho cái chết của con không có lời đồn đãi và tai tiếng. Có lẽ con không đi được đến trời, nơi Esperance của con đã ở đó, và vậy thì con không gặp lại được chàng bao giờ nữa. Với chỗ dựa duy nhất của con, đừng cho phép con bị chia cắt mãi mãi với người mà con sẽ còn yêu đến bên kia cái chết. Khi nhà vua đã quên con, khi mọi người quên con đường đi đến mộ con, và chính con trai con cũng không còn biết đọc tên con dưới cỏ dày, con sẽ chỉ còn lại một mình. Ôi, con xin nói với cha Jacobin, hãy tác hợp con với Esperan, hòa trộn tàn tro trong tim chúng con. Nàng không nói hết, một cơn sung rẩy đã chộp lấy nàng. Người ta mang nàng đi bất tỉnh trong chiếc kiệu, và từ đó đến nhà bà được xuất đi. Mình sẽ là hoàng hậu, Andrea tự nhủ khi thấy nàng đi qua như một thi hài. Jamet không nói dối, ngày hôm sau nàng không còn đau nữa. La Varenne báo cho nhà vua trong cùng một lá thư rằng nàng bị bệnh và nàng đã chết, phải trả lại công bình cho Henri. Vì thoạt tiên ngài khóc nàng rất nhiều, nhưng sự hùng biện của Sully cuối cùng đã đạt được diện an ủi ngài. Ngài đã khóc 15 ngày. Chương 28, Vĩ Thanh. Một năm đã trôi qua, triều đình nước Pháp rất vui tươi sinh động. Chưa bao giờ người ta nghe nhiều tiếng đồn lịch thiệp hơn, thấy nhiều cảnh huy hoàng hơn. Chưa bao giờ các triều thần được giải trí nhiều hơn. Những cuộc cải thiện đáng kể, nước Pháp phải tính công cho tiểu thư đăng thai, bào hoàng các lễ hội, những cuộc tình bào hoàng trong tim vua Henri đệ tứ và nữ chủ tối cao được tuyên bố, mà không có người đàn bà nào tương tự dám tuyên bố quyền hạn của mình như thế. Nhà vua như những anh chàng dê dãng giữa hai lứa tuổi, tưởng mình trẻ lại vì họ cố tái tập lại cuộc sống, nhảy chồm lên, bay lượn từ khoái lạc này đến khoái lạc khác, ngày cười rộ ồn ào và luyện trí tuệ. Đó là thời thượng ở triều đình từ khi người ta được sủng ái, là người đàn bà có trí tuệ nhất nước Pháp. Người ta cãi giả nhau, người ta làm quà nhau, người ta tâm sự với mọi người,
Thời gian trôi qua không còn bí mật, kín đáo, những con tim thanh khiết trong trắng, những người đó đương nhiên tìm cách làm quay cuồng ai đó hoặc để mình quay cuồng. Có lẽ ở giữa những cảnh nhôn nháo, người ta vẫn phân biệt vài người biết suy nghĩ, có lẽ những người ồn ào nhất là những người suy nghĩ nhiều nhất. Cứ như thế, đến tháng 4 năm 1600, một cỗ xe ngựa lớn được các vệ binh và kỵ sĩ găng long hộ tống bình yên ra đi, từ Paris đến lâu đài Saint-Germain. Trong cỗ xe ngày ấy là nhà vua, tiểu thư đang thai Marie Toucher và Bassompierre. Bassompierre trẻ, đói ngấu, không có lương tâm, sẵn sàng chỏ mỏ vào mọi chuyện, miễn có tiếng cười và có lợi. Marie Toucher đánh phấn lòe lè, ngồi cứng đờ khiến vầng trán mà chạm đến vòm xe ngựa. Bà thích hình dung rằng những người qua đường lầm bà với con gái bà, và đó là một niềm vui nhạy cảm. Nhà vua nửa vui nửa ngượng ngùng nói với bà cả ngàn điều vui tươi. Đương nhiên ngài tìm cách làm nảy sinh một cuộc trò chuyện để đánh lạc hướng một cuộc trò chuyện khác. Còn về Henriette, thái độ của nàng không lập lờ, nàng lắng nghe. Nếu người ta muốn biết tại sao, có lẽ chúng ta có thể giúp các độc giả. Từ vài lúc gần đây, Henriette đã lấy lại vị trí trong thói quen của hoàng gia, nhiều phần nhờ mưu mẹo của nàng, nhiều phần nhờ sự yếu đuối của nhà vua. Mọi việc nối lại như thể chưa bao giờ chúng có lý do để bị thao rời ra. Chưa bao giờ Henriette liên tưởng đến các sự kiện với những cơn bão mà tình địch của nàng đã là nạn nhân. Không bao giờ nhà vua, tuy nhiên có nhiều điều để nói, nhiều điều để hỏi, lại không nói gì cả, không hỏi gì Henriette về vài cuộc hẹn mà nàng đã đưa ra ở Fontainebleau và những tai họa đã nối tiếp sau đó. Kết quả của sự dè dặt lẫn nhau này mà tiểu thư đang thai còn xa trăm dặm mới phỏng đoán rằng nhà vua không nhìn nàng như một nhân cách trong trắng. Kết quả là nhà vua chấp nhận vai trò tình lãng cả tin với những lợi lộc của ngài, có nghĩa là ngài sống ngoài mặt, thưởng thức ngoài mặt và giữ ý nghĩ của mình và trái tim mình tuyệt đối tự do. Nhà Antoine tự thuyết phục giữa họ rằng chưa bao giờ Henri bị thắt chặt đến thế. Cả triều đình đều nghĩ như họ và cười rộ, nhưng nước Pháp thì không cười. Khi người ta thay tiểu thư đang thai cười nhạo, làm phật ý, thậm chí trừng phạt nếu cần. Ông được cả châu Âu tôn vinh, người ta tự nhủ khiếp sợ rằng một ông già quằn lưng với một gánh nặng như thế không bao giờ có sức lay chuyển. Chuyện thường cả ở nhà Langlais, tự hào vì sự can thiệp của họ trong ngôi nhà hoàng gia. Ma mảnh tự hỏi, làm thế nào chúng ta đuổi họ đi, thậm chí nếu nhà vua muốn. Dù sao, cai trị thật sự vẫn là rất ít ỏi. Cái tên hoàng hậu vẫn là tất cả đối với một Henriette đầy tham vọng, nghĩ đến lời hứa mà nhà vua đã ký. Ai đã có kỳ hạn thì không cần lo, ngạn ngữ nói, nhưng Henri không ấn định kỳ hạn trong giao ước của mình thì phải lo. Mỗi ngày đối với nàng đều là kỳ hạn, đôi khi nhà Antoine tự hào vì họ đã tế nhị đến thế. Một năm đã qua, không đòi hỏi nhà vua cần phải thực hiện lời hứa đã giao ước. Một năm, nhưng ước lệ khe khắc nhất cũng chỉ là 3 tháng để tang, cho nên trong những cuộc họp bí mật thường xuyên, ông bố, người anh, bà mẹ và cô con gái khuyến khích nhau để kích thích sự vô tư của người mắc nợ. Vài người chỉ trả nợ khi bị ép buộc. Henri phải nói điều này, ít trả nợ và xem khinh các nhân viên chấp hành. Henri trổ hết tài khéo léo để nhà vua linh cảm về vị thế của nàng. Sự khéo léo này không thành công. Nàng dùng súng đại bác. Một ngày kia nàng kể rằng có nhiều tin đồn lưu hành ở châu Âu về một vài đám cưới hoàng gia. Nhà vua ngắt lời nàng và nhạo báng, cứ để cho lưu hành, ngài nói, và ngài bỏ đi săn. Một lần khác, Henriette bằng lòng để bọn nông dân nổi dậy thóa mạ, gọi nàng là nhân tình của vua. Nàng khóc vì xấu hổ. Nàng đã sai lầm khi khóc lóc, Henriette đáp, không phải ý chủ nhân muốn thế, và ngài đi họp hội đồng. Cuối cùng Henriette cũng nghe lời khuyên, nói với nhà vua vào những thời điểm tốt lành mà Vicine gọi là những thói quen mềm và hòa nhã của Aine. Thiếp nghĩ tâu bệ hạ rằng chúng ta có vài chuyện nho nhỏ cần cùng nhau giải quyết, ngài có muốn thiếp cử cha thiếp đến gặp ngài? Henri chấp nhận, cười rất nhiều về đề nghị này, gọi ông đăng trai là nhạc phụ thân mến và đi kiểm tra. Ông đăng trai đánh bóng mọi mánh khóe, chuẩn bị những lời hô hào và văn bẫy chờ được tiếp kiến. Nhưng Henri không bao giờ có thời gian. Henri dép hoài công nhắc đi nhắc lại trí nhớ đỉnh đoán này. Chuyện vẫn chẳng bao giờ được gợi ra.
Andrei cáu gắt, nổi giận rồi dối hờn. Ban đầu Andrei có vẻ như không nhận thấy, rồi vì bộ mặt dài thượt này làm phiền ngài, ngăn cản ngày ăn tối vui sướng và tiêu hóa bình yên, ngài cố bịa đặt ra. Người ta cho ngài thấy một mẫu tối hậu thư, ngài giả mù, người ta hờn dỗi hơn bao giờ hết. Ở đó, trên ván cờ khó khăn này mà chúng ta vừa tìm lại các đối thủ sau một năm vắng mặt. Henri buồn chán trở về Paris. Henri Zep và mẹ nàng bị gọi về đấy vì một nguồn vốn. Ông Bodenthal muốn buộc nhà vua phải giải thích, nếu không phải bằng thân xác, vì không thể đụng đến ngài, ít ra bằng lý lẽ. Ông đã xin tiếp kiến với ông de Sully, và để giải thích rõ hơn tình cảnh với ông bộ trưởng, ông phải đưa Henriette đến xưởng công binh. Henriette đang hờn dỗi, điên giận ghen tuông với Henri. Nàng khiến Passenger khó chịu, nhà vua đáng thương đau khổ và rất tuy tệ nên không để cho ai thấy. Passenger cũng rất tuy tệ nên không làm nhà vua khổ lâu. Tuy nhiên, ông sợ xúc phạm người được sủng ái hay đòi hỏi, nên nỗi chuyến đi trên xe ngựa trở thành không chịu nổi với bốn thành khách. Đó là bài thuyết trình miêu tả, chúng ta là mô tả nơi chốn xảy ra cảnh này, thái độ của các nhân vật. Ở nơi gì nhà vua tìm thấy bầy ngựa đang chờ ngài. Người ta không biết tại sao ngài ra khỏi cổ xe ngựa, mang theo Passenger mà không giải thích lý do nào thỏa đáng, khiến cho cơn giận của Henriette lên đến phẫn nộ. Đám mây này dở ra ngay khi hai quý bà còn lại riêng với nhau, đối đầu trong cổ xe ngựa lớn. Marie Touchet so sánh cách hành xử lạ lùng của vua với những ngày tệ hại nhất của Sạc là chính. Ở ra, bà nói, nhà vua của mẹ còn có một ưu thế. Ngài nổi cơn cuồng nộ, đó là một nguồn lợi bao la với phụ nữ tội nghiệp. Nhà vua của con gái, không dễ điều khiển, ngài không bao giờ nổi giận. Ngài luôn cười rất khả ố. Khả ố, Henriette lặp lại. Không bao giờ có thể giải thích với ngài. Nếu chúng ta không giải thích được với ngài, thưa mẹ, chúng ta sẽ giải thích với ông Sully. Ông ta sẽ sửng sốt, ông bộ trưởng. Ông ta liệu có độn thổ khi thay giao ước nối kết chủ nhân của ông? Vì con cược rằng nhà vua ngượng ngùng không dám thú nhận với ai cả. Chúng ta hãy kết thúc với những trò cười nhạo, những mưu mẹo và những bí mật của ông hoàng thượng tinh ranh này. Mẹ hy vọng Marie Touchet nói thật đỉnh đạt rằng con nhớ lời gian nài của mẹ để đòi hỏi nhà vua có lời hứa này. Hôm nay lời hứa đó cứu chúng ta. Mẹ đã tiên liệu trước, tiên liệu đó là quyền lực. Mẹ là nữ thần mi nẹt sống, thưa mẫu thân. Andrejette nói, người ta đến nhà ông đang thai, ở đó người ta giật lại bài học. Ông de Sully đã gửi lời tiếp kiến được yêu cầu. Ông bố vững vàng rút từ trong hộp ra lời hứa của vua, người ta đọc đi gọc lại, người ta phân tích mọi ý nghĩa, người ta thuyết phục nhau đến lần thứ 1000 rằng tựa đề không thể tấn công được là vô địch áp đảo Marie Touchet đi tắm và hoàng hậu tương lai cùng cha đi tới xưởng công binh. Sully làm việc trong văn phòng lớn có cửa sổ hướng ra sông trước mặt đảo Antai. Hôm ấy trời nắng trên các trang giấy của ông bộ trưởng, tia nắng vui tươi đã hâm nóng các ý tưởng của ông. Ông lào bào và khe khẽ hát và ghi chú như thói quen của ông trong những ngày vui vẻ. Ông đã phải báo trước với các hoàng môn quan về chuyến viếng thăm lừng danh này mà ông đang chờ đợi, vì ông đăng trai và con gái được đưa vào dồn dã ngay khi họ đến. Không ai được hưởng ưu tiên này ở chỗ Sully. Chính trị ghen tị nhất không bao giờ được hiện khoa học làm tôn trọng quyền lực. Vừa thấy Henriette, ông ra dáng hầu như lịch thiệp và mời nàng ngồi. Ông đăng trai ngồi gần con gái, Sully vẫn đứng. Sự tình cờ nào đã đưa ông đến, ông nói giữa những khẩu đại bác lớn của tôi. Một nguyên nhân nghiêm túc nhất, thưa ông, và cha tôi sẽ trình bày với ông. Henriette trả lời bằng giọng điệu mà một hoàng hậu nói khi đòi công lý. Tôi nghe đây, thưa phu nhân. Sully nói một cách vô cảm, nhưng bà có đủ tốt để cho phép tôi đóng khằng lá thư mà nhà vua ra lệnh cho tôi viết cho Crayon dũng cảm ở Provence không? Cứ làm đi, làm cho xong. Bố Antai nói, Sully làm chảy sáp, không nhìn những người ở trước mặt. Đó là ông nói, để thăm hỏi ông ta nhân dịp một lễ kỷ niệm rất buồn, cái chết của một chàng trai đáng yêu. Ê, bà không biết cậu ấy à? Mọi người đều biết cậu ấy, Espan, một sinh linh hoàn hảo. Chính những người như thế lại rời chúng ta. Vừa nói, ông bộ trưởng đóng khằng bức thư.
ông không thể thấy biểu hiện ngờ vực u ám lướt qua như một đám mây hắc ám trên những đường nét của Henriette. Sao cách đây một năm, vua Anta kêu lên, cách đây một năm nữ quận công đội Beaufort đã mất, thời gian qua nhanh quá. Tôi hoàn toàn phục vụ các vị, Sully nói khi vừa mới cho gửi bức thư, và ông ngồi trước mặt các vị khách. Thưa ông, người nguyên cáo nói, chúng tôi đến với ông là người ngay thẳng và cương quyết để chia sẻ với ông một tình cảnh khó khăn mà nhà vua đã đặt gia đình chúng tôi vào. Chà, sao lại thế? Sully đáp. Nhà vua đã cho tiểu thư đăng thai một vinh dự rất lớn vì ngài đã hà cố chọn cô ấy làm bạn đồng hành. Nhưng vinh dự này chịu vài sự xúc phạm vào lúc này. Tôi không nắm rõ lắm, Sully nói, và đến gần chỗ ngồi của họ. Đề tài này rất tế nhị và tôi e rằng phải giải thích thật rõ. Cha lầm rồi thưa cha, Andreas ngắt lời nôn nóng. Những lời giải thích nửa vời giống như điều mà chúng ta vừa than phiền. Chính những lời giải thích nửa vời mà chúng tôi muốn đưa ra, và để đưa ra, chúng tôi đòi hỏi một bàn tay mạnh mẽ. Thưa ông, nhà vua cư xử với tôi như tình nương, và tôi không phải là tình nương của ngài. Chà, Sully lại kêu lên với vẻ ngây thơ nổi tiếng của một diễn viên hài kịch. Sao bà không phải là tình nương của vua sao? Vậy thì bà phải nói với tôi để tôi tin. Tôi là vợ của ngài, thưa ông. Ồ, ông bộ trưởng nói, vẻ hiền lành giả vờ không thể thành công để thắng nụ cười của ông. Đó là điều làm tôi ngạc nhiên mạnh hơn nữa. Đây là lời hứa hôn nhân, thưa ông. Ăn trai nói, được nhà vua viết và ký tên, tôi tin đây là hình thức tốt. Còn ông, người ta tin vào tác động của đòn sấm sét này, nhưng Sully chịu đựng giỏi hơn người ta tưởng. Một lời hứa hôn nhân, ông trả lời, thật là thần kỳ. Ông không giả thiết rằng, Andreas nói với vẻ kiêu kỳ khinh miệt, rằng tôi chấp nhận mà không có lời hứa này, tư cách một tình nương của vua sao. Tôi đã thấy nhục nhã ở hành lang, nhưng vinh dự sẽ đến. Thế nào, nhà vua đã ký cho bà một lời hứa hôn nhân? Sully lặp lại lần nữa, mắt nhìn chăm chăm vào thờ giấy quý giá mà ông đăng khai chia ra cho ông, mà ông không cầm lấy. Phải thề danh dự, điều đó giống lắm với chữ ký nhà vua. Sao? Giống à? Ông bố kêu lên, ông nghi ngờ tính xác thật sao? Không phải, không đâu. Là ông biểu lộ một sự ngạc nhiên còn hơn là kỳ lạ nữa. Andreas ngắt lời, và tôi không ý thức về một sự xúc động đột ngột như thế. Ông xét đoán tôi đáng ghét đến mức đó sao? À, thưa phu nhân, bà hiểu sai tôi rồi, bà tập hợp ở mình tất cả những điều xứng đáng. Bà là như Đức Thánh Vua Tiên Tri, một cái bình hoàn hảo. Nhưng tôi ngạc nhiên vì nhà vua đã ký lời hứa này. Rất tệ. Ông muốn nói gì? Thưa ông. Sully bắt đầu ngần ngừ rất tuyệt vời. Ông chơi với con mồi. Nhà vua không phải. Nhà vua hẳn đã suy nghĩ. Nhà vua đã phạm một sự thiếu lòng tin. Ông nói. Với ai vậy thưa ông? Andreas hỏi rất tức tối. Nhưng với bà thưa phu nhân, sao kìa bà có trong tay một giao ước như thế? Nhà vua biết và ngài đi. Ngài đi đâu? Bà không bao giờ tin tôi nếu tôi nói với bà mà không dựa vào một bằng chứng. À, ông kêu lên và vỗ trán. Tôi quên rằng tôi đang có ở đó trong tiền sảnh. Nhân chứng tốt nhất, nhân chứng chính yếu. Sully bấm một cái chuông nhỏ. Mời quý bà đang chờ gần đấy vào. Ông nói với Hoàng Môn Quan. Andreas và ông đang thai nhìn nhau mà không hiểu gì với toàn bộ sự biến động của một người có bản chất rõ ràng như thế. Ông nghe tiếng sột soạt của một chiếc áo dài ở các tấm pano ở câu lan, và bà người Ý Leonora xuất hiện trong bộ trang sức chói sáng và mang một cách tự hào. Leonora ở chỗ Sully. Leonora là một bà lớn. Andreas tốt ra một tiếng kêu ngạc nhiên. Nàng run rẩy. Bà người Ý lạnh lùng nhìn và không tỏ ra biết nàng. Người mà năm ngoái đã bảo vệ bà, trả tiền cho bà và đuổi bà theo ý thích thất thường. Ông Sully mong muốn điều gì ở tỳ nữ của ông. Bà nói tiếng Pháp với âm sắc Toscan rất rõ. Bà Galigai, bà có muốn nói cho chúng tôi nghe vào ngày nào bà đã gửi văn thiện đi Floan? Vào ngay ngày mà nó được ký hôm kia, thưa đức ông. Leonora nói, mắt nhìn chăm chăm vào Andreas, mà ánh mắt khiêu khích này khiến nàng ta tay mặt. Văn kiện gì vậy? Ông đăng trai hỏi. Từ ai? Andreas kêu lên, tim suy sụp. Leonora nói bằng giọng quả quyết. Của nhà vua, bà nói, với nữ chủ của tôi, công nương Marie de Medici, con gái của đại công tước Toscan. Nhà vua đã kết hôn. Ông đăng trai kêu lên. Hoàn toàn đúng, Sully trả lời. Một việc lớn của nước Pháp.
Tiểu thư đăng tay ngã xuống trong tay cha, nhưng cơn điên giận chẳng bao lâu trả lại cho nàng sức lực. Nàng đứng lên run rẩy hung hăng, ông bố trái lại để buông mình trong một chiếc ghế bành, bẹp dí với những ngọn núi ảo mộng của mình. Đó là một sự phản bội hèn hạ, Andreas thì thào, mà tôi sẽ buộc nhà vua phải đưa ra lý lẽ cho tôi trước toàn thế giới. Lý lẽ, Sully nói với một nụ cười đặc biệt, bà muốn rằng tôi cho bà trước một lý do. Và ông đi mở với một chiếc chìa khóa nhỏ học bàn của mình. Từ đó ông lấy ra một tờ giấy vẫy dài giọt máu. Đó là lá thư của Andreas gửi Espérance, lá thư được trao cho nhà vua ở Fontainebleau và Sully đã để dành cho một dịp tối hậu. Tiểu thư Anthai khốn khổ suýt chết vì hổ thẹn và khiếp đảm khi nhận ra nó. Bà có thấy lý do này đáng giá không? Ông bộ trưởng nói, ông không buồn giấu vẻ chế nhạo. Andreas tựa vào, mồ hôi đầy trán lên mặt cẩm thạch của lò sưởi. Hãy nghe đây, Sully nói tiếp, khe khẽ. Tôi có một đề nghị với bà, cuộc hôn nhân mà nhà vua xóa bỏ lời hứa với bà. Đó là một tờ giấy không có giá trị gì nữa hết. Tuy nhiên tôi mua nó lại từ bà. Nàng ngẩng đầu lên, và tôi trả cho bà bức thư này, chấp nhận chứ? Andreas nghĩ một lúc, sự ngạc nhiên kinh khiếp đã phân hủy những đường nét của nàng. Người ta có thể nói là một pho tượng đất sét, nhưng thức tỉnh vì nụ cười đắc thắng của Leonora dường như thách thức nàng, bị thu hút bởi nhìn thấy giọt máu gợi cho nàng nhớ nhiều kỷ niệm kinh khiếp, nhiều tội ác vô ích. Vậy thì tôi chấp nhận, nàng nói. Sully lấy lời hứa lại và giao cho nàng bức thư. Ông đốt mỗi tờ một cách bình thản. Nàng xé tờ kia thành ngàn mảnh như một sự cuồng nhiệt như mê sảng. Ôi, nàng nói và nghiến răng với từng mảnh mà những móng tay của nàng nghiền nát. Ta đã trả giá ngươi quá đắt, bức thư địa ngục. Nhưng cuối cùng ngươi không còn tồn tại nữa. Còn về nhà vua, còn về chuyện trả thù, vậy thì sau này chúng ta sẽ thấy. Nàng khoác tay cha. Ông đang nhìn mà không thấy gì, bằng một ánh mắt ngơ ngẩn. Nàng giật ông ra khỏi ghế bành và ra đi, không dám nhìn Leonora đang lặng lẽ cười và Sully đang thi lễ một cách hào phóng. Hoàng hậu Marie de Medici sau đó ít lâu vào Paris. Nàng từ Lyon đến, nơi mà hai tháng trước đó nhà vua nôn nóng đã đến gặp và cưới nàng. Toàn thể dân chúng của thành phố lớn dồn dã ra đường Saint-Antoine ở vườn phụ cận Passy, trên đoạn đường mà đám rước hoàng hậu mới đi qua. Ngay khi đám cưới của nhà vua được bố cáo biết rõ thì tiếng đồn đã lan ra rằng mối quan hệ này hứa hẹn đâm qua kết quả. Rayon đã lui về đất phong của ông ở Provence, đã nhận từ các thầy tu dòng Genovese một lá thư như sau: Đức ông thân kính, ý muốn cuối cùng một phu nhân nữ quận công là được chôn ở nhà thờ Bezon. Như ông biết đấy, bà còn biểu lộ một nguyện vọng khác phải được thực hiện vào ngày quý bảy được mọi người quên lãng. Tôi tin rằng ngày này đã đến, không ai phát ngôn cái tên của bà nữa. Bà đã được quên lãng, nhưng tôi thì không quên. Tôi nhắc cho ông lời hứa với một quý bà lừng danh và đợi ông ở Paris để giúp tôi thực hiện. Tôi đã dự phòng với ông hiệp sĩ de Bonty đã xin nghỉ để làm việc này và chờ lệnh của ông, cha Robert. Rayon không để bị chờ đợi. Ông tìm được Bonty ở nơi hẹn, ở đường Cerise, nơi dựng lên vào năm trước ngôi nhà của Espérance. Công trình đã biến mất, không còn một viên đá, không có gì nhắc lại kỷ niệm. Người lạ mặt đã cho xây cung điện này cho Espérance đã đến để san bằng sau khi chàng chết. Còn về khu vườn hoang vắng và lộng lẫy trong vẻ tự do hoang dã đã thành nơi ẩn náu cho hàng ngàn con chim líu lo trong những đám cây, hưởng thụ những đóa hoa và làm tổ trên những cây hoa hồng biến thành bụi rậm dày đặc. Cái nhìn lần đầu thì thầy tu dòng Genovese trông thấy hai người. Ông thấy rằng họ cũng không phải là những người lãng quên. Bonty già hơn 10 tuổi, có cặp mắt tàn phai, những đường nét bị tàn phá. Rayon cho đến lúc đó được tôn kính vì bao lần mệt mỏi, những vết thương, những lần vinh quang đã chợt còng xuống như một ông già. Khi người dễ binh bất hạnh đến gần ông tướng và cụp gối trước mặt ông với một nỗi đau đáng kính, Rayon nâng anh dậy, siết tay anh, nhưng cha Robert chú ý rằng ông không ôm hôn anh. Rayon thấy khu vườn đầy hương thơm và bóng mát. Khi ra khỏi đây, ông nói, Espérance của chúng ta đã mất tất cả những bông hoa tươi mát sao? Cậu ấy sẽ có những đóa hoa đẹp hơn, cha Robert nói, mà từ một năm nay tôi trồng ở đó để đợi cậu ấy. Dưới những cây thông gần dòi nước,
thi thể của Esperanza an nghỉ, cha Robert, Crayon và Bounty khai quật lên trong đêm, trong khi chờ đợi một chiếc kiệu phải mang chàng đến bờ sông vào sáng hôm sau. Vì một bánh xe đã dở và công nhân phải làm việc, chiếc kiệu chỉ có thể đi từ Paris vào khoảng 2 giờ. Nó băng qua quảng trường Saint-Antoine lúc đến ngoại ô. Trong tiếng hoan hô của dân chúng ngất ngây vì vui mừng, chiếc xe ngựa toàn thép vàng của nhà vua và hoàng hậu. Trong đoàn hậu tống, bà Tước Đô Vẹt nhăn nhó vì phấn khích. Leonora và Concino, cả hai đều rực rỡ vì kiêu hãnh. Cỗ xe chiến thắng phải dừng lại một lúc để cỗ xe tang đi qua. Đó là niềm vui của đời sống gặp niềm vui của cái chết. Henri đưa vợ về ngủ ở điện lưu, Esperanza sắp ngủ ở bên sông, bên cạnh vị hôn thê của chàng.